Căng thẳng trên Biển Đỏ đang có bước leo thang mới sau động thái Houthi tấn công tàu chở dầu của Anh trên vịnh Aden. Trong khi đó, an ninh Biển Đỏ không chỉ cản trở tới hoạt động của các tàu chở hàng cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa, mà còn gián tiếp gây ảnh hưởng tới ngành du lịch của quốc gia giáp biển. Aqaba, thành phố giáp biển duy nhất của Jordan, nằm ở phía nam quốc gia này, đang phải chịu tác động tiêu cực từ những xung đột và bất ổn trên Biển Đỏ. Mặc dù mùa du lịch cao điểm ở thành phố thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhưng căng thẳng trong khu vực đã khiến nhu cầu đi lại, đến và đi từ thành phố ven biển này giảm sút. Trước đây, có 12 đường bay đến và đi từ Aqaba, chủ yếu từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, sự hiện diện của tên lửa trong khu vực đã làm gia tăng lo ngại, buộc các hãng hàng không hủy bỏ mọi đường bay qua Biển Đỏ. Kéo theo đó là lượng đặt phòng khách sạn giảm sút trầm trọng. Giới chức cho hay, ngành du lịch trong thành phố và cả nước nói chung sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay. Tỷ lệ đặt phòng khách sạn ở Aqaba trong thời gian này thường ở mức trên 80% trong những năm trước. Tuy nhiên, năm nay, tỷ lệ này có thể giảm xuống chỉ còn 5-10%. Điều này đang ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch trên toàn quốc và gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể làm thiệt hại 12-14% doanh thu du lịch Jordan. Trong khi đó, căng thẳng trên Biển Đỏ hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Houthi và Mỹ cùng đồng minh đều đang có những động thái ăn miếng trả miếng qua lại quyết liệt. Theo kênh truyền hình Al-Masira của lực lượng Houthi, ngày 27 tháng 1, Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào cảng Ras Isthar của Yemen. Động thái được cho là để đáp trả vụ Houthi dùng tên lửa tấn công tàu chở dầu Merlin Luanda của Anh ở vịnh Aden, khiến con tàu bốc cháy hôm 26 tháng 1. Giới chuyên gia nhận định, vụ tấn công vào tàu Merlin Luanda cho thấy sự mở rộng và leo thang lớn về địa bàn tấn công của Houthi từ Biển Đỏ đến vịnh Aden cũng như sự mở rộng về loại vũ khí. Tên lửa được sử dụng để tấn công tàu của Anh là tên lửa đạn đạo, và lực lượng Houthi cũng đã bắt đầu các cuộc tấn công ở Biển Đỏ bằng máy bay không người lái. Rõ ràng, chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng về công nghệ vũ khí và mở rộng về mặt địa lý trong các cuộc tấn công của Houthi. Căng thẳng trên Biển Đỏ tiếp tục làm gián đoạn các tuyến vận tải thương mại quan trọng giữa châu Âu, Trung Đông và châu Á, làm đội giá vận chuyển và gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát mới, từ đó có thể làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát lạm phát của các ngân hàng trung ương.